chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và trong chiều hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn một trường tại đất nước Singapore đạt được chứng nhận ELTS 4 năm, đó là Học viện BSD. Thì Tân Đại Dương thì hiện tại đang là đại diện tuyển sinh chính thức của Học viện BSD tại Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Thì Học viện BSD được thành lập từ năm 1984, là một trong những học viện giáo dục và đào tạo tư thục lớn tại Singapore. BSD có truyền thống trong việc hướng dẫn giáo dục lực lượng lao động Singapore và được công nhận là có giải pháp phát triển con người hiệu quả thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các trường đối tác trên thế giới. Thì BSD đã đưa ra chương trình giáo dục được quốc tế công nhận với nhiều bậc đào tạo từ cao đẳng, đại học cho tới thạc sĩ. Trường Học viện BSD liên kết đào tạo với các trường như là Đại học Newcastle, Wollongong của Úc và Đại học London của Anh để cung cấp các chương trình đào tạo như là kinh doanh, thương mại, truyền thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật, v.v. Hội đồng học thuật của trường thì bao gồm các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các tổ chức giáo dục như là Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Kỹ thuật Nam Giang, Đại học Quản lý Singapore, Đại học Newcastle của Úc, Đại học Tây Australia và các trường bách khoa của Singapore. Học xá của Học viện BSD thì tọa lạc tại một vị trí thuận tiện cho giao thông tại Singapore. Sinh viên được học tập trong một môi trường lành mạnh và được sử dụng hệ thống các thiết bị đa dạng, phòng thực hành máy tính, thư viện, phòng tập thể hình trong nhà, sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Học xá rộng thì có thể kết nối mạng không dây, nhà sách, quán ăn, tự phục vụ và còn nhiều thứ khác nữa. Học viện BSD Singapore là trường đào tạo chuyên ngành được chứng nhận SQC Singapore. Và BSD thì liên kết đào tạo với 7 trường đại học hàng đầu của Úc và Anh Quốc. BSD là trường được đánh giá là có cơ sở vật chất hiện đại nhất trong danh sách các trường đào tạo chuyên nghiệp ở Singapore. Các chương trình giảng dạy tại BSD như sau: khóa học tiếng Anh thì thời gian là 3 tháng cho một cấp độ và khai giảng hàng tháng. Khoa kinh doanh thì có các chương trình chủ nhân về kinh doanh, chuyên về marketing quản lý, chủ nhân về thương mại, tài chính và tài chính kế toán, chủ nhân truyền thông, media và báo chí. Bằng sẽ được cấp bởi trường đại học Newcastle của Úc. Chủ nhân khoa học về quản trị kinh doanh quốc tế, bằng sẽ do trường California State University Long Beach ở Mỹ cấp bằng. Thạc sĩ về quản trị kinh doanh MBA, bằng sẽ do trường đại học Newcastle của Úc. Thời gian học là 1 năm. Và mọi thông tin thắc mắc về các chương trình học của trường BSD thì các bạn hãy truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, và có thể gọi điện thoại đến số hotline là 0838382080 hoặc là 0838484819 để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra thì Học viện BSD còn có khoa công nghệ thông tin, thì chương trình chủ nhân công nghệ thông tin, bằng sẽ do trường đại học Newcastle của Úc cấp bằng. Thạc sĩ về công nghệ thông tin, bằng cũng sẽ do trường đại học Newcastle của Úc cấp bằng. Về khoa kỹ thuật thì cử nhân về kỹ sư ngành cơ khí, cử nhân về điện tử cấp bằng của trường đại học Newcastle của Úc. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể liên hệ được tư vấn trực tiếp qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.